Trước đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh nhất bảng B, không khó hiểu khi đội chủ nhà Singapore lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt và chờ đợi những thời cơ phản công. Và hàng phòng ngự nhiều lớp được tổ chức kín kẽ của huấn luyện viên Takayuki Nishigaya đã có một ngày thi đấu kiên cường để làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Việt Nam. Dù những Văn Quyết, Hoàng Đức, Tiến Linh đã tung ra tổng cộng tới 19 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 4 trong số đó đi trúng đích. Và trước sự xuất sắc của thủ thành Hassan Sani đã không có bàn thắng nào được ghi. Không đều là tỷ số chung cuộc của trận đấu và kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành tấm vé sớm vào bán kết. Đúng như điều tôi lo ngại, mà cỏ nhân tạo đã khiến các học trò của tôi gặp khó. Nhiều tình huống, nhiều động tác, họ xử lý không được tự nhiên. Tuy không thắng, nhưng chúng tôi vẫn còn một trận ở sân nhà. Còn việc sau vòng cầu thủ, đó là điều cần thiết để giúp họ đảm bảo thể lực, tránh chấn thương. 23 tiền thủ đều đại diện cho đội tuyển quốc gia và tôi nghĩ họ đều sẵn sàng để ra sân khi cần thiết. Cuộc đấu sức còn lại giữa hai đội tuyển đã bị loại là Myanmar và Lào đã khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng Myanmar lại là đội hai lần bị vượt lên dẫn trước và những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên An Toàn Hầy chỉ giúp họ giành lại một điểm.